Và đây là cái thí nghiệm uốn tấm 7,5cm đồng nhất có hai lớp cốt thép chịu lực. Và đây các bạn thấy là chiều rộng của tấm đây là 61. Tối kê để thí nghiệm tấm đây là 1m22 và 610mm, dày 7,5 cm. Trên cái diện tích như này thì chúng tôi sẽ thí nghiệm uốn tấm. Bây giờ là quá trình chúng tôi bắt đầu gia tải và các bạn theo dõi xem là kết quả khả năng chịu lực của tấm này bao nhiêu kg trên 1m². Cái tấm này là tỉ trọng là 1000 kg trên mét khối. Khi mà thép được hàn thành lòng như quý vị nhìn thấy, độ cong tấm chúng ta nhìn thấy rất rõ rệt cong. Nó dâng rồi đấy, nó cứ không lên. Đấy, bắt đầu tháo vỡ. Vừa xong là quý vị đã thấy chúng tôi thí nghiệm cái khả năng chịu uốn của tấm này. Thì tại cái vị trí mà uốn đến mức mà phá hoại thì cái chỉ số đồng hồ là 696kg. Với cái diện tích như này, 61 nhân với 122 thì là 0,744 mét vuông. Thì như vậy quy đổi ra thì là khoảng xấp xỉ là khoảng 1 tấn trên 1 mét vuông. Đấy là khả năng chịu lực của tấm 7,5cm có hai lớp cốt thép chịu lực đồng nhất.